240 học sinh cùng 57 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên trường Hà Nội Victoria cùng 2,2 triệu học sinh thủ đô tương bừng tham dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Đây là năm học thứ 5, trường tiểu học và trung học cơ sở Hà Nội Victoria tham gia sự nghiệp chồng người tại huyện Gia Lâm nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. Là một trường mới được thành lập, nhưng Hà Nội Victoria đã có những hướng đi riêng, luôn lấy học trò làm trung tâm, học tập để thành công, hướng học sinh trở thành công dân toàn cầu bằng phương pháp giáo dục hiện đại nhất. Trước khi tìm trường cho con ấy, thì em cũng tìm hiểu khá kỹ. Thì em biết được đến trường mình qua mạng ấy, thì em thấy là cũng nhiều phụ huynh khen và em cũng được giới thiệu, các phụ huynh giới thiệu. Thì em thấy trường mình là các cô giáo rất là có tâm và đầu ra chất lượng của con tốt. Thì qua 4 năm các em học thì em cũng cảm nhận được là con có nhiều tiến bộ. Học mà chơi, chơi mà học. Đến trường, các em học sinh được đề cao tính tự lập, tự khám phá bản thân thông qua hàng loạt các hoạt động ngoại khóa, nghệ thuật, thể thao để không ngừng nâng cao thể lực, trí tuệ và kỹ năng sống. Đội ngũ thầy cô giáo trường Hà Nội Victoria là những người yêu nghề, yêu trẻ, luôn truyền đạt kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống cho các con mọi lúc, mọi nơi. Tôi cho rằng không phải mục tiêu trong năm nay, mà mục tiêu xuyên suốt năm nào cũng phải thực hiện. Đó là đảm bảo một cái chất lượng giáo dục tốt và toàn diện. Trong đó thì phải đảm bảo được 3 cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là giáo dục về trí lực, tức là về văn hóa. Thứ hai là đảm bảo được cái mục tiêu giáo dục về thể chất. Cái việc thứ ba mà nhà trường cần phải làm rất là tốt, đó là giáo dục kỹ năng sống. Để đạt được 3 mục tiêu này thì về phương pháp dạy học của nhà trường ấy, thì phải tiếp cận với một cái giáo dục hiện đại để đảm bảo được nguyên tắc học mà chơi, chơi mà học. Đây là rất quan trọng. 2 năm học vừa qua là thời gian đầy khó khăn và thử thách đối với thầy trò khi dịch Covid-19 kéo dài. Nhưng thầy và trò trường Hà Nội Victoria đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an toàn, vừa đạt thành tích cao trong học tập. Trong kỳ thi lớp 10 năm học vừa qua, học sinh lớp 9 trường Hà Nội Victoria điểm trung bình môn toán đạt 8,3 điểm, môn tiếng Anh 7,49 điểm, điểm trung bình xét tuyển 3 môn vào lớp 10 đạt 36,98 điểm, xếp thứ 2 trong 24 trường của huyện Gia Lâm. Học ở chỗ này là rất được đi chăm con vui với cả được chơi trò chơi ạ. Cháu thấy các cô dịu dàng với cả cho các bạn chơi trò chơi rất vui. Cháu sẽ muốn là được đỗ cấp 3 và học tiếp ạ. Không biết từ bao giờ, các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã xem ngôi trường Hà Nội Victoria là ngôi nhà thứ hai của mình. Với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ thầy cô giáo yêu nghề, tận tâm với học trò đã giúp trường Hà Nội Victoria trở thành điểm sáng của giáo dục Gia Lâm. Học tập để ra